Thế nên xin cảm ơn quý vị, và bây giờ trở lại với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Vì chúng ta đã nghe anh nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến rất là nhiều chương trình, nhưng mà tại vì Phía Nam chưa có thỏa mãn với những cái điều mà anh nói mình vẫn muốn nghe nữa, cho nên Phía Nam mời anh nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến lên đây lần này. Nhưng mà có một điều là Phía Nam muốn hỏi anh này, cho tới bây giờ mùa đông, mùa xuân, mùa hạ đã tới rồi, thế thì mùa xuân này thì anh đã có sáng tác thêm cái gì không, và anh có một cái gì vui không cho cái mùa xuân này? Dạ vâng, để trả lời Phía Nam thì mùa xuân này đó thì Nguyễn Kế Khuyến cũng vì mình cũng có một số lượng nhạc cũng khá nhiều, cũng muốn phổ biến tới mọi người một cái dòng nhạc trữ tình, và Nguyễn Kế Khuyến nghĩ rằng đó một trữ tình có giá trị và có những cái gì mới đến với quý vị. Thành thử Nguyễn Kế Khuyến có tổ chức vào cuối tháng 3, ngày 24 tháng 3, một cái chiều nhạc thính phòng ở tổ chức tại Blue Night Club. Thì mong rằng các quý vị sẽ tới để tiếp tục. Thế thì muốn hỏi anh là khi mà anh tổ chức như vậy đó, thì cái vấn đề mà anh suy nghĩ là anh tổ chức như vậy là vì anh muốn giới thiệu nhạc của anh, hay là anh muốn đem cái niềm vui tới cho những người mà đang có những nỗi buồn? Cả hai Phía Nam. Tức là thứ nhất đó là mình cũng được nhiều người mà bạn bè họ thích âm nhạc của mình. Rồi thứ hai nữa đó là mình muốn chia sẻ cái dòng nhạc mới cho cộng đồng Việt Nam. Bởi vì như là lúc nãy Khuyến nói đó, là những cái nhạc có giá trị và những cái nhạc mới, nhạc vàng kiểu như nhạc vàng ngày xưa đó, thì càng ngày càng khan hiếm, không những ở trong nước và ở ngoài nước. Bây giờ họ chỉ nghe lại những cái nhạc giá trị ngày xưa, cứ đi nghe lại, thì nhiều khi họ cũng có cái nhu cầu là ủa tại sao mà Việt Nam mình giỏi nhạc lắm mà, nhiều nhạc sĩ lắm mà, tại sao mà không có thấy cái nhạc mới. Thì tự nhiên nó ok, đó là một cái động lực. Mình thấy rồi đây mình sẽ đưa cho khán giả nghe những cái dòng nhạc mới, và hy vọng rằng được đón nhận thì rất là tốt cho mình và cho mọi người chung quanh. Thế Thế đang hỏi thêm một câu nữa là cái chương trình của anh mà anh tổ chức như vậy thì ai hát? Và phải nói thật sự rằng là những cái ca khúc mà Phía Nam nghĩ là lần này khi mà chúng ta giới thiệu về cho tất cả mọi người, thì nó phải tạo cho cái người nghe một cái sự gọi là rung động. Mà nếu mà anh liệu nhạc của anh, người ta có rung động không? Và ai hát sẽ thì làm cho trong rung động cái chiều nhạc ngày 24 tháng 3 tổ chức tại Blue lúc 4 giờ chiều, đó là một cái chiều nhạc thính phòng. Thì lúc bây giờ đã Khuyến sẽ giới thiệu những cái ca khúc mà trữ tình, có những ca sĩ hát nhạc trữ tình rất là hay, thí dụ như là nữ ca sĩ Phi Khanh, Nguyễn Cao Nam Chân, Thúy An, Bích Vân và Lê Hoàng Hiệp. Đó là những cái giọng ca mà trẻ, anh nghĩ là họ sẽ hát hay nhạc, họ sẽ hát nhạc hay, và họ sẽ tại Khuyến đã đi tập với họ rồi. Thế thì dù cái mình dừng lại đây thì Phía Nam muốn hỏi anh là khi mà anh thực hiện một cái chương trình như vậy, cái khó khăn nào đến với anh nhiều nhất? Cái khó khăn mà có thể nói là nhiều nhất đó là mình phải đưa những cái nhạc phẩm mà cái người đó cảm thấy được, cái người ca sĩ có cảm thấy thì họ mới hát hay được. Tại vì đúng ra là Khuyến làm nhạc rất là nhiều, cả hơn 100 bài, thì bài nào Khuyến cũng thích hết, tại vì con mình với lại thứ hai nữa, như thế này là những cái bản nhạc mà Khuyến thấy nó hay thì Khuyến mới viết tiếp. Còn nhiều khi mình có cái cảm hứng mà mình thấy nó không hay mình cũng ngừng, thì mình chọn ra, giả sử như là giọng ca của Bích Vân chẳng hạn, mình phải coi cái giọng, mình phải ngồi mình nghiên cứu cái giọng cô ấy, cái cung bậc như thế nào và những cái tình cảm, chọn cái bài nào để hợp với cô ấy. Đó thành từ đó là cái khó khăn, nhưng mà cũng may mắn là những cái bài mà Khuyến chọn đó thì đa số các cô ca sĩ đều thích hết. Họ nghe thấy nó ô bài này hợp với em quá, ô bài này em hát hay, thí dụ như vậy. Thì đó là cái mà cũng khó khăn, là đó là cái sự bất chiều thời giờ nhất. Vâng, thưa quý vị, Phía Nam nghĩ là mình tiếp xúc với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến 2 lần rồi đó. Thế nhưng mà có lẽ là quý vị chưa từng nghe live cái chương trình của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, để biết ông này, ông lên trên chương trình Cô Ý Nhi của Phía Nam đã nói rất nhiều về âm nhạc không? Thế thì âm nhạc ông như thế nào? Thì quý vị chắc lẽ là mình cũng phải đi nghe thử xem. Nhưng mà trước khi để cho quý vị đi nghe thử, thì trong cái chương trình hôm nay, Phía Nam mượn cái chương trình hôm nay để giới thiệu quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, để chúng ta phải hình dung được là âm nhạc của anh như thế nào. Có lẽ được, phải không ạ? Dạ, vâng vậy ạ. Thì anh nghĩ là một cái ca khúc nào anh có thể giúp
anh có thể giới thiệu cho cái chương trình văn hóa hôm nay để người ta biết được coi, ồ, cái ông nhạc sĩ này từ một ông kỹ sư đi du học từ bên Pháp rất lâu và mà bây giờ trở về Mỹ cũng làm cái nghề kỹ sư computer nhưng mà lại là một người luôn luôn thích sáng tác và lúc nào cũng tươi trẻ như thế này, mặc dù tuổi đời không trẻ đâu. Thế thì anh nghĩ sao về chuyện mà có thể giới thiệu một bài hát của anh? Dạ vâng, thì cái đó cũng là điều tốt và Phương Đan hỏi bất ngờ, Anh chọn bên nhưng mà Khuyến sẽ chọn một cái bài, cái bài đó đó là bài có thể nói là bài chủ đề của cái chiều nhạc của những cái Khuyến là Cho Mượn Trái Tim. Vâng, thì Cho Mượn Trái Tim ấy là một đúng ra là Khuyến phổ thơ của từ nhà thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhưng mà cái chuyện mà Cho Mượn Trái Tim đó là thứ nhất là mình nghe cái bài đó đó mình với thứ nhất là mình cảm thấy mình trẻ ra và mình thấy rằng các cái cuộc tình đó mình cứ cho đi thì mình sẽ nhận được rất nhiều, đó là cho mượn hả? Cái tim chỉ cho mượn thôi à? Không thì nghe thì sẽ biết cái sự lãng mạn của cho mượn như thế nào giữa lá mượn thưa quý vị, và bây giờ Phiên Lan mời quý vị thưởng thức ca khúc Cho Mượn Trái Tim của nhạc sĩ Nguyễn Quế Khuyến, và ca khúc này cũng sẽ là một cái lời mời gọi để cho quý vị tìm đến nhạc của Nguyễn Quế Khuyến. Thế nhưng Phiên Lan thay mặt chương trình xin cảm ơn anh nhạc sĩ Nguyễn Quế Khuyến và xin chúc cho cái cuộc đời nghĩa là thân này ví sẽ làm đôi, nữ nghiên computer mà nữ nghiên trong nhạc của anh sẽ luôn luôn thành công. Vâng, cảm ơn Phiếu Đan và cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả của Đài Little Sài Gòn TV đã bỏ thời giờ ra để nghe những cái tâm tình của những cái Khuyến ngày hôm nay, và hy vọng rằng cái cuối tháng 3 này quý vị sẽ ghé nhà hàng Blue để nghe những cái dòng nhạc mới của cái Khuyến thế nào, và hy Và thưa vọng quý là vị, vâng, xin cảm ơn anh Khuyến. Và thưa quý vị, phía Nam mời quý vị nghe ca khúc Cho Mượn Trái Tim. Và cái ca khúc này cũng sẽ kết thúc chương trình của phía Nam tuần này. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị.